Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dòng máy giặt mới của Electrolux model EWF8024P5SB. Và cùng với dòng này thì sẽ có model là EWF9024P5SB. Nó chỉ khác nhau về số cân thôi ạ, về hình thức nó sẽ giống hệt nhau. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách sử dụng. Đấy. Đầu tiên chúng ta bật nguồn lên. Đối với mẫu mới của Electrolux, ngoài chương trình yêu thích ra thì sẽ có thêm sấy giặt 39 phút ạ. Giặt 10, giặt nhanh 15 phút, giặt 60 phút và các chương trình riêng biệt đối với từng loại đồ ạ. Đấy, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách lưu. Đây. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lưu chương trình yêu thích đối với đồ hỗn hợp. Khi mà cắm máy lên nó sẽ hiển thị nước lạnh vòng vắt 1200 đúng không ạ? Mình thì sẽ tư vấn các bạn để vòng vắt 800. Nhiệt độ các bạn để tùy thích, từ nước lạnh 30-40 độ. Nhiệt độ 50 độ trở lên mình sẽ không sử dụng nhé. Ở đây ạ, có chữ lưu này. Các bạn ấn và giữ ở hơi nước 2 giây. Đấy. Sau đó các bạn quay về chương trình yêu thích. Đấy, các bạn thấy không ạ? Khi mà quay về chương trình yêu thích nó sẽ hiển thị nước lạnh vòng vắt 800. Thời gian thì mình là theo chương trình của máy rồi nên mình sẽ không điều chỉnh được nhé. Thì khi mà đã lưu chương trình yêu thích cho chúng ta thì tất cả những lần giặt sau mình chỉ cần bật nguồn, chọn chương trình yêu thích rồi bấm chạy là xong. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách vệ sinh lồng giặt. Tầm 2 đến 3 tuần chúng ta sẽ vệ sinh lồng giặt một lần. Và mình chỉ cần quay về chọn chương trình làm sạch lồng giặt. Nó sẽ chạy ở nhiệt độ 60 độ và trong vòng 1 tiếng bấm chạy thôi ạ. Rồi và sau khi mà kết thúc chương trình ấy, thì chúng ta sẽ tháo ở đây ra. Tất cả cặn với sơ vải sẽ tập trung hết ở đây. Mình chỉ cần tháo xoay ngược cái này ra. Tháo ra và vệ sinh lồng giặt là ok ạ. Đối với của Electrolux thì mình sẽ sử dụng được cả bột giặt và cả nước giặt mọi người nhé. Nếu mà nước giặt thì bột giặt thì mình đẩy như này, cái này lên như thế này. Còn nếu mà là nước giặt ấy thì mình sẽ gạt cái này xuống như thế này nhé. Và đây là ngăn để nước xả. Mình sẽ cho cùng vào một lúc đến chu trình nào của máy, máy sẽ tự động lấy. Và để biết thêm về tính năng hay là cách sử dụng của sản phẩm của Electrolux, các bạn có thể đến tại Ecomart, tại hai cơ sở Ecomart Đông Anh, km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, hoặc Ecomart Mê Linh, thường lệ Đại Thịnh Mê Linh để biết thêm chi tiết nhé. Cảm ơn các bạn.